Soi học vấn giản sao hương vị tình thân, Phương Oanh từng làm thêm ở quán bia để trả tiền học. Tham gia diễn xuất trong Hương vị tình thân, bộ phim truyền hình đang ăn khách của đài truyền hình VTV, các diễn viên nhận được sự yêu mến từ khán giả. Ngoài việc tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp, nhiều công chúng còn soi con đường học vấn của dàn sao trong phim. Trong đó, lịch sử học vị của bộ ba bảo chứng rating là Phương Oanh, Mạnh Trường và Thu Quỳnh được đông đảo dân mạng chú ý. Thu Quỳnh vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, với bố là diễn viên múa, còn mẹ là diễn viên của đoàn kịch quân đội. Thường gen văn nghệ từ gia đình, Thu Quỳnh sớm bộc lộ tài năng về diễn xuất từ nhỏ. Ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, nữ diễn viên đã nộp đơn vào khoa diễn viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Với đam mê nghệ thuật lớn, Thu Quỳnh luôn nỗ lực hết mình để thực hiện hóa giấc mơ diễn xuất. Dù theo học một trường sân khấu, nhưng nữ diễn viên vẫn luôn trau dồi kiến thức từ văn hóa, xã hội cho đến khoa học. Năm 20 tuổi, cô sinh viên Thu Quỳnh ghi danh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Thời điểm đó, cô sở hữu nhan sắc tươi trẻ cùng vóc dáng mảnh mai. Đến năm 3 đại học, Thu Quỳnh bắt đầu bộc lộ tốt kỹ năng diễn xuất. Cô đầu quân về nhà hát tuổi trẻ để học hỏi thêm kinh nghiệm. Ngay từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, nữ diễn viên đã được tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim như Nhà có nhiều cửa sổ, 13 nữ tù, Huyền sử thiên đô, Mạnh Trường. Ngay từ khi còn đi học, Mạnh Trường đã gây chú ý bởi nhan sắc điển trai cùng vóc dáng cao ráo. Được biết, nam diễn viên từng theo học tại trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng, cái nôi đào tạo ra nhiều nghệ sĩ tài năng như Diva Hồng Nhung, Hoa hậu Mai Phương Thúy, cố nghệ sĩ ưu tú Hoàng Dũng. Với lợi thế về ngoại hình và đam mê nghệ thuật, Mạnh Trường ấp ủ một giấc mơ trên con đường diễn xuất, xác định sẽ bước chân vào giới showbiz. Nam diễn viên thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Đến năm 2004, Mạnh Trường tham gia cuộc thi Người mẫu Việt Nam và đoạt giải siêu mẫu. Bước đệm của giải thưởng này không khiến chàng trai 20 tuổi tự cao mà càng tạo động lực để anh miệt mài học hỏi hơn trong nghệ thuật. Với thế mạnh về ngoại hình cùng đam mê nghệ thuật, Mạnh Trường luôn cố gắng học hỏi từ các tiền bối và bạn bè trong ngành. Bắt đầu từ năm 2007, anh chàng đến gần hơn với khán giả truyền hình. Mạnh Trường được đánh giá là có diễn xuất đa dạng và nhiều màu sắc với đủ thể loại nhân vật khác nhau. Phương Oanh. Khác với hai diễn viên trên, con đường học vấn của Phương Oanh dường như gặp nhiều trắc trở hơn. Nữ diễn viên sinh ra trong một gia đình khá giả và được đầu tư về học hành. Tuy nhiên, đến năm lớp 9, kinh tế gia đình bắt đầu sa sút. Để tiết kiệm chi tiêu cho gia đình, Phương Oanh không đi học thêm và hạn chế đi chơi cùng bạn bè. Vừa lên đại học, nữ diễn viên đã lao đầu vào làm thêm để đỡ đần cho bố mẹ. Phương Oanh từng đi xin phụ rửa bát, nhưng vì quán chỉ nhận một người nên cô và bạn không làm. Sau đó, nữ diễn viên làm thêm ở quán bia, thời gian kéo dài đến 11 giờ tối. Tuy nhiên, vì gặp sự cố với một khách hàng, cô đã nghỉ làm sau 3 ngày và mất luôn tiền công. Đến năm 3, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu trang sức. Từ đó, Phương Oanh bén duyên với nghệ thuật, cô được nhiều công ty và nhãn hàng để mắt đến. Vào năm 23 tuổi, cô từng vì bạn trai mà có dự định sẽ sang Singapore du học ngành quản trị du lịch khách sạn. Thế nhưng, mối tình của Phương Oanh đã kết thúc sau một năm quen nhau. Từ đó, nữ diễn viên bắt đầu dành hết tâm sức cho đam mê diễn xuất. Nhìn lại con đường học vấn của bộ ba bảo chứng rating trong Hương vị tình thân, có thể thấy mỗi người đều có một quá trình học tập khác nhau. Song điểm chung lớn nhất của họ có lẽ là đam mê và có cơ duyên với nghệ thuật ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và quyết định cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!